Hello, xin chào cả nhà. Loan đang đứng bên cạnh em Exciter 155 màu sơn 3D. Cà vẹt em này đã màu vàng đen. Thì Loan thấy em này nó có một cái điều rất là đặc biệt, vì cái sơn mâm, cái mâm Loan lên nó rất là đẹp luôn. Đặc biệt là mâm độ ha. Nó khá là ấn tượng với cái mâm này. Tại vì cái màu 3D là màu sáng, vàng sáng ha. Mà có cái mâm xuống bánh nhỏ luôn nha. Có rất là nhiều bạn trẻ thích những cái mẫu mà mâm nhỏ nhỏ vậy nè, xong rồi xuống cái bánh nhỏ nữa, nhìn nó khá là đẹp á, nhìn nó thể thao á các bạn. Đây là bên cửa hàng Loan tranh thủ lên cho mình luôn ha. Mình cùng Loan tham khảo, em này nó lên khá là nhiều đồ chơi rất là đẹp luôn. Mình có chống đổ nè, dàn áo em xem này màu vàng, thì đồ chơi nó lên cũng màu vàng luôn, cực kỳ là đẹp ha, rất là tông sệt tông luôn. Mình có chống đổ ha, cái này là bộ dàn chân ha, bộ dàn chân thì nó nhảy hơn, đẹp hơn, nhìn nó thể thao nó đẹp hơn. Và nó có cái bình dầu ha, cái phục bên trong này cả nhà, phục độ ha. Cái này dầu rất là nhiều, thời tiết cho phục của mình đi nó được dồi dào hơn, mình chạy nó êm ái hơn ha. Và mọi người thấy nè, nó có cái dẻ KT này cũng cực kỳ đẹp ha, màu trắng nè, thiết kế rất là tông sệt tông luôn. Đây mọi người thấy không, cái bánh mâm ở sau nè, xuống cái vỏ rồi, xuống vỏ nhỏ nha, cái vỏ bánh vỏ nó nhỏ nè, cũng như là cái mâm này cực kỳ là đẹp luôn. Và mọi người thấy là cái em này á, gọn gàng không, thực sự là em này đã lên đầy đủ hết rồi, rất là thể thao luôn. Xin nhan tích gọn sẵn dẻ Sonic nè, gọn ha. Có một số bạn thì thấy cái dẻ nhỏ rồi không biết có tránh bụi được không, nhưng mà mọi người an tâm nha, khi mà thiết kế lên như vậy thì chắc chắn là mình tránh bụi, tránh bụi và rất là tốt ha. Và đây là có một chiếc bao tay rất là êm ái luôn, RCB ha, có 150 thôi cả nhà. Và nó có tay thắng này, can chỉnh cho mình được luôn ha, thì mình tùy theo lực tay của mình. Mấy anh chị em mình mà thích lực tay của mình mạnh nhẹ như thế nào thì mình can chỉnh ở đây. Và mọi người khi mà lên cửa đồ chơi ở cửa hàng Loan thì được nhận lấy tất cả những đồ chơi zin về nhá. Thế thì nào mà mình không thích lên đồ chơi nữa, mình lên zin thì mình vẫn được, mình vẫn có đồ để mình về zin ha. Thì em xe này nó sẽ bị vào báo giá nha, 44,5 triệu khóa chìa và 46,5 triệu khóa thông minh. Cả nhà mình chỉ cần trả trước 5 triệu thôi ha. Khóa thông minh nó có thêm một đặc điểm nữa là có cổng sạc điện thoại ha. Nếu anh chị em nào mình hay đi xa mà cần sạc điện thoại á, thì mình hãy lấy khóa thông minh nhé. Thì bây giờ theo Loan mình xem tham khảo một số cái màu sơn 3D ở cửa hàng nữa nhé. Bạn nào thích cái màu nào thì chụp ngay màn hình lại cho Loan, là sẽ quay chi tiết và báo giá cho mình luôn nha. Và có đem vừa đấy cũng khá là đẹp này cả nhà, tham khảo xem ha. Đây là có tranh thủ luôn nha. Ké đây là có em Winner X này, Winner V3 này, sơn 3D màu vàng. Cái đèn em này đang màu vàng đen nhá, nó đang bán giá 38,5 triệu. Winner X thì giá mềm hơn một chút xíu cả nha. Em này xanh xi măng, xám xi măng ha, xám xi măng, xám đỏ, cũng 38,5 triệu luôn. Đây, mình cùng tham khảo với Loan. Loan có hai em này, màu sơn 3D Exciter 155 ha, bằng giá luôn cả nhà. Khóa chia là 44,5 triệu, còn khóa thông minh là 46,5 triệu. Trả trước 5 triệu trở lên là lên hồ sơ và mang xe về rồi nhá. Đây, mình tham khảo với Loan thêm một số cái màu sơn 3D dưới đây nữa. Nó có màu hồng nè, màu hồng đen ha, màu hồng này cũng đồng giá luôn, màu tím cả nha. Em này là tím titan nha, tím xanh, cà vẹt em này tím xanh 3D và xám cam, em này là màu xám cam nha mọi người. Và một em kỷ niệm, bản kỷ niệm 60 năm ha. Thì đối với dòng Exciter thì hiện tại giá màu jean, màu sơn cửa hàng nó đang có đầy đủ nha, có đầy đủ tất cả các màu luôn, không thiếu một phiên bản nào cả. Thì mọi người đang thích màu jean thì nó cũng có đầy đủ ở kho luôn. Cứ nhanh tay liên hệ với Loan sẽ gửi bảng màu, bảng giá cho mình cùng tham khảo nha. Hồ sơ trả góp mọi người chỉ cần mang chứng minh nhân dân nè, hoặc là căn cước công dân là có thể lên hồ sơ và mang xe về rồi. Hiện tại cửa hàng của Loan đang ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, gần khu du lịch Đại Nam nè, ngã tư Sở Sao, Công Mỹ Phước 3, đặc biệt là rất là gần chợ Nhật Huy nha. Anh chị em mình nào mình gần chợ Nhật Huy thì cứ chạy thẳng ở đây, Loan sẽ đón mọi người về cửa hàng mua xe, hoặc là kết bạn Zalo với Loan 0932007033, nó sẽ gửi định vị cho mình ghé cửa hàng mua xe nha. Và mọi người đừng quên khi liên hệ với Loan được giảm ngay 1 triệu nha, giảm ngay 1 triệu khi đến mua xe. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video của Loan nè. Mọi người đang cần Loan review cho một em xe nào nữa, hoặc là báo giá về một dòng xe nào đó thì hãy bình luận bên dưới cho Loan nha, hoặc là nhắn tin Loan sẽ quay và báo giá cho mọi người mình cùng tham khảo để mua xe nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nha.